Hội khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024 khu vực 2 được tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên có sự tham gia của các vận động viên đến từ 12 tỉnh thành phố thi đấu 11 môn thể thao gồm điền kinh, bơi, bóng bàn, bóng đá, bóng truyền, bóng rổ, cầu lông, đá cầu, thể dục aerobic, đẩy gậy, kéo co. Riêng môn điền kinh tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh. Tại hội nghị, các thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào một số nội dung liên quan đến thời gian, địa điểm tổ chức, lễ khai mạc, ra soát cơ sở vật chất, điều kiện tổ chức các môn thi đấu, đề xuất kiến nghị cùng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác tổ chức truyền thông an ninh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức thống nhất cụ thể, phối hợp chặt chẽ, tập trung triển khai các nội dung công việc theo kế hoạch để hội khỏe diễn ra thành công, đáp ứng yêu cầu an toàn, chu đáo, tạo ấn tượng tốt về quê hương Thái Nguyên. Dự kiến Hội khỏe phụ đồng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024 khu vực 2 tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên sẽ diễn ra trong 9 ngày từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2024. Địa điểm tổ chức các trận thi đấu tại một số trường đại học, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra tại thành phố Sông Công.